Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Hiền chuyên khoa da liễu, hiện đang công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương và là trưởng phòng khám da liễu thẩm mỹ Green Forest ở Park 8, Han City. Ngày hôm nay mình rất là vui khi được chia sẻ với các bạn kinh nghiệm lựa chọn sản phẩm trong da liễu thẩm mỹ. Trong kinh nghiệm với hơn 10 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực da liễu thẩm mỹ, điều mà mình cảm thấy trăn trở cũng như là lăn tăn nhất là trong vấn đề lựa chọn sản phẩm. Có rất nhiều sản phẩm trên thị trường, thật sự là quá nhiều, và một ngày mình có thể nhận được tới 5 đến 10 những cái hãng mỹ phẩm khác nhau mong muốn là được chia sẻ sản phẩm cũng như là ký gửi sản phẩm ở phòng khám mình để mình trải nghiệm sử dụng cho bệnh nhân. Nhưng thực sự là mình chỉ sử dụng sản phẩm khi mà rõ ràng nguồn gốc, và sản phẩm sử dụng cho bệnh nhân khi mà mình đã tìm hiểu kỹ về thành phần, được cho đã có giấy tờ xuất nhập khẩu một công ty uy tín, nguồn gốc uy tín. Đấy. Thế thì và thực sự mình có kinh nghiệm sử dụng sản phẩm rõ ràng sau khi mà đã được trải nghiệm ít nhất là 6 tháng. Đó, cho nên là một sản phẩm tốt rồi, nguồn gốc rõ ràng rồi, một công ty uy tín rồi, một cái nhà máy sản xuất uy tín rồi, còn có phù hợp với người Việt Nam hay không thì cần thời gian để trải nghiệm. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm mà giải quyết được những cái trăn trở của mình. Đó là cái sản phẩm Super B. Như bạn biết rằng ở Việt Nam mình đó thì có rất là nhiều những cái vấn đề dùng cái kem trộn có chứa corticoid. Thế thì khi mà kem trộn có chứa corticoid thì bệnh nhân có thành cái típ da nhạy cảm đó, và nổi những cái mụn mủ đó. Thế thì và phát triển bội nhiễm thêm cái Demodex. Demodex là một con ký sinh trùng, nó rất thích ăn những cái dưỡng chất đó là mỡ. Vấn đề là cho những trường hợp những cái da mà tiết dầu nhiều đó, hoặc là da nhiễm corticoid mà bôi thêm một số những cái sản phẩm mà có chứa thành phần mỡ đó, thì Demodex sẽ phát là thức ăn cho Demodex. Demodex sẽ phát triển nhiều hơn, cư trú ở nang lông với số lượng nhiều hơn và gây viêm, gây ra sần mủ, gây ra ngứa về đêm. Đó là lựa chọn một sản phẩm cho những cái đối tượng này thật sự là rất là khó. Nếu như mà không dùng sản phẩm để phục hồi da thì da và phát da nhạy cảm là thiếu yếu tố bảo vệ, cho nên là mình cần phải bổ sung thêm cái dưỡng chất để tăng cái hàng rào bảo vệ cho da. Nhưng lựa chọn sản phẩm nào để làm cho da phục hồi nhưng không phát triển thêm nhiều Demodex, đó là một cái điều mà hết sức là khó khăn. Thế mình may mắn lựa chọn được cái sản phẩm Super B này. Nó là dạng gel trong, nó không chứa thành phần mà mỡ, cho nên là phù hợp với những cái da có nhiễm thường nhiễm Demodex và dùng corticoid lâu ngày. Những cái bệnh nhân da dùng corticoid lâu ngày thì hay có tình trạng bội nhiễm thêm Demodex. Vì nó ngoài cái thành phần là ở đây này, nó bổ sung thêm nước để tăng cái hàng rào bảo vệ cho da, niacinamide vừa giữ ẩm làm dưỡng da mà vừa tác dụng chống thâm, ngoài ra còn một thành phần B5 chống viêm đó. Thế thì sản phẩm này rất phù hợp với những tình trạng da nhạy cảm và những cái da nhiễm corticoid hay là những cái da mà bội nhiễm Demodex. Với những da khó tính như thế thì nó đã có thể là đáp ứng được rồi, thì những cái da bình thường lại càng tốt. Những cái da chúng ta không bị bệnh lý hay không bị cái gì cả thì dùng lại càng tốt hơn rất là nhiều. Cái ưu điểm của đấy là ưu điểm sản phẩm. Tuy nhiên là bạn chú ý rằng những trường hợp mà da đang bị mụn mủ nhiều, đang bị tràn hóa thì chưa sử dụng vội sản phẩm này, mà chúng ta hãy điều trị những tình trạng viêm cấp đi. Sau cái giai đoạn phục hồi của quá trình viêm thì mình sẽ kết hợp với sản phẩm Super B này để điều trị cái tình trạng viêm, tình trạng da viêm, da mất nước, da thâm, đó, thâm sau viêm. Ngoài ra khi kết hợp những trường hợp nám da
nám da thì kết hợp với sản phẩm Super B mỗi thứ một giọt thì có tác dụng rất là tốt để điều trị những trường hợp là nám. Có những mình có rất là nhiều bệnh nhân mà đã theo được khoảng 2 năm vừa dùng laser để điều trị nám hoặc là vi kim kết hợp với lại bôi Super B, Super C này thì nám nhìn coi là gần như là hết hoàn toàn đấy. Thế thì đó là những cái lưu ý và những ưu nhược điểm của sản phẩm Super B. Mình hy vọng với cái kinh nghiệm nho nhỏ thì có thể cung cấp cho các cái bạn những cái thông tin cho những cái bạn mà đang lăn tăn trong cái vấn đề lựa chọn sản phẩm, cho những bệnh nhân mà có tình trạng mụn, có tình trạng nhiễm Levodex, có tình trạng là viêm da do cái sử dụng corticoid lâu ngày, cho những các bạn có tiết da nhạy cảm chưa biết lựa chọn sản phẩm nào thì đây là một sản phẩm uy tín và có thể sử dụng được đối với lại rất là nhiều loại da, đặc biệt là những cái trường hợp da khó như là mình đã chia sẻ. Xin hẹn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.